Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang xem kênh Trai Đồng Bằng. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, đâu rồi cái tụi con của Le Le, con của Khứ Hai Bàn Thờ đâu rồi? Vô đây nghe anh Đồng Bằng dạy dỗ nè. Anh Đồng Bằng nói mà không có chịu nghe đâu, không có chịu tiếp thu. Tôi nói rồi, cái nết của cái con Le Le nó là như vậy. Cái bản chất là cái con mỏ hổn thì không thể nào thay đổi được. Giang sơn dễ đổi, bản tính thì khó dời. Đừng có nghĩ rằng là lên giả bộ rặn khóc như vậy là người ta sẽ nghĩ rằng là cô này đã thay đổi cái tính nết, trở thành một cái con người ngoan hiền. Không có đâu. Cách đây ít phút thì cái cô này vừa mới lên một cái bài để chửi má tư ha. Thì mình nói thật sự với anh chị á, là một cái bài viết vô cùng thô, vô cùng ngu dốt của một cái cô Le Le mỏ hổn. Bây giờ là không có bông hậu nha, tại vì hôm bữa là đã nói rằng là liên hệ với chương trình để trả lại cái vương miện rồi, nhưng mà tôi chưa có thấy cô thực hiện ha. Mình nói cái gì thì mình cũng phải giữ lời, nói cái gì thì cũng phải làm để còn được một cái chút xíu gọi là uy tín nha. Rồi bây giờ sẽ đọc cho anh chị mình nghe cái bài viết chửi má tư của con Le Le, rồi có thêm một cái thông tin cũng khá là nóng từ phía là luật sư của con gái của ông Năm nhắn gửi phía chị Trồn Hôi với cái nhóm Kim Ngu Nha Trang nghe không. Thì cách đây ít phút á, thì vợ của con Khứ Hai ở đây là nói xin lỗi với anh chị, là vợ là mình gọi là vợ hờ thôi, ta gọi là chồng hờ vợ tạm đó ha. Nhưng mà mình tóm gọn lại mình gọi là vợ chồng đi ha, cho nó gọn chút xíu để mỗi lần nó vợ chồng hờ sao nó dài dòng quá ha. Thì nó viết một cái bài như vậy để nó chửi má tư: chú bốn ơi, con chọn chồng, còn chú dù thèm chồng nhưng cả đời không có chồng được, nên chú tự nhận mình là vợ của người mất. Kha kha kha, cả đời này chắc chắn chú không có chồng, nên Hồng Hà Nhi sẽ là một món ăn ngon nhỉ. Chỉ là thức ăn, mà đã là thức ăn thì làm sao biến thành chồng được, phải không chú? Chúc chú còn sức để ăn thật ngon miệng. Nói chung là hôm qua nay thì chắc nó cay má tư, tại vì má tư thì nói chung là cũng không có lên bài để nói gì nhiều về con Le Le này hết. Má tư chỉ nói về cái chuyện là đưa hàm răng đi thẩm định rồi kia nọ thôi, chứ má tư cũng không nói gì. Thì chắc là nó cay cú má tư, cho nên là ngày hôm nay thì má tư là một cái nhân vật mà nó tiếp tục đem lên để nó cà khè ha. Nhưng mà vợ hờ của con Khứ Hai nên nhớ nè, mày đã từng gọi như là phải bị ăn phạt cũng vì má tư, cũng vì mày lên mày nói chế giễu má tư, cho nên là mày đụng ai thì đụng, chứ mày đụng vào người lớn tuổi ha, hay là mày đụng vào người đã khuất thì mày cũng nên là cẩn thận. Về cái chuyện mà má tư nói về cái câu chuyện á, mà gọi như là vợ của người đã khuất, thì cái chuyện đó là chỉ có là má tư và cái người đã khuất biết thôi. Nếu như mà má tư mà nói sai thì má tư sẽ gọi như là chịu cái hậu quả với người đã khuất ha. Còn mày không tin cái chuyện má tư nói, mà thí dụ như mà ai không tin và muốn kiểm chứng cái điều đó thì đi xuống dưới gặp ông Năm để có thể kiểm chứng cụ thể hơn ha. Cái vấn đề này tôi không bàn cãi, tại vì cái chuyện là giữa hai người ở đây là mình nói rằng là má tư cũng là một cái người nói thiên về cái tâm linh và đạo Phật, thì mọi người thấy là má tư là cũng gọi như là có là thờ Phật rồi cái nọ ha, đủ thứ. Thì nếu như má tư nói sai với người đã khuất thì má tư phải chịu hậu quả ha. Còn cái chuyện mà đúng hay sai đó tôi không bàn. Còn cái chuyện mà con Le Le đó, mày có khẳng định được là cái câu chuyện mày nói là đúng hay là không, phải không? Bây giờ mày xuống gặp ông Năm đi, rồi ông Năm ông sẽ trả lời cho mày nghe về câu chuyện đó. Tôi cũng nghe thôi chứ tôi cũng chả biết gì, nên tôi không bán xét. Còn cái chuyện ở đây á thì rõ ràng tôi nói với anh chị á, là mình thà mình làm một người
con người tử tế và mình hãy một lần sống thật với chính bản thân của mình. Mày chọn chồng nhưng mà chưa chắc là cái thằng chồng đó nó chọn mày ha. Má tư, tôi nói với anh chị, tôi khẳng định với tất cả là các anh chị vậy, tôi rất là quý má tư, em rất là quý má tư ở cái chỗ là má tư dám sống thật với cái con người của mình ha. Người ta sống thật, thí dụ như người ta thích cái tiếp đàn ông thì người ta nói rằng là người ta thích cái tiếp đàn ông ha. Như vậy là người ta sống thật với cái bản thân của mình chứ không phải là sống giả dối và giả tạo. Chị Lê Lê nên về hỏi lại cái thằng chồng của chị ha. Nên sống thật với chính bản thân của mình, thích phụ nữ hay là thích đàn ông ha. Nên hỏi lại, mặc dù là hiện tại bây giờ hai người cũng chỉ là chồng hờ vợ tạm thôi. Chị chọn chồng nhưng mà chồng nó có chọn chị, nó có mê chị, nó có yêu thương chị hay không, nó mới là một cái vấn đề. Nhưng mà theo tôi biết thì cái anh đó là anh mê đàn ông chứ không có mê đàn bà ha. Mà cho dù má tư bà có cái vấn đề đi chăng nữa thì cũng chả liên quan gì tới chị cả ha. Má tư chưa hề đụng chạm gì tới chị hết. Trời ơi, chị hãy xem lại là cái là bản thân của chị đi ha. Cả đời này má tư bà sống với Hồng Hài Nhi cũng được nữa. Đó là cái sự gọi như cái quyền riêng tư của má tư, không ai cấm cản hết. Người ta có tiền, người ta có quyền, người ta sống cho bản thân người ta chứ không phải người ta sống mà cái cách gượng ép, sống cái kiểu mà gọi như là phải cố gắng để sống với nhau ha. Tuy kề bên mà nhưng trái tim anh không thuộc về em vậy đó. Nó là như vậy. Khổ sở lắm. Và đặc biệt bà nói người ta mà không coi lại cái bản thân của mình, trời ơi là trời ha. Gọi như là biết bao nhiêu là cái người đã đi qua rồi ha. Gọi như là cái con đường bây giờ là người ta đi bấy hết trơn hết trời ha. Người ta càng cài nát hết trơn hết trời. Rồi cái mỏ đó thì gọi như là đã bù khu biết bao nhiêu rồi ha. Bà cũng tự nhận là bà gọi như là làm đê mê biết bao nhiêu thằng. Trời, tôi nói có con đàn bà gì mà không biết cái tự trọng gì hết trơn á trời ha. Mà lên đó mà đi khịa người ta trong khi là cái bản thân của mình chẳng có cái gì gọi là sạch sẽ hết ha. Bà nói cái kiểu đó chẳng khác nào và bà tát vào mặt của là cái thằng chồng của bà. Không biết cái thằng chồng của bà đó nó là trai thẳng hay là trai công nữa ha. Mà chồng cái gì, chồng cái gì mà là chồng mà la quang quang như vậy. Chồng ngồng á, chồng ngồng chứ chồng cái gì, chưa có một cái giấy tờ gì để gọi là chứng minh là chồng hết trơn á ha. Mà đi lên đó mà gọi như là chồng rồi đi chửi má tư là tôi thấy rằng cái bản chất của con này là rõ ràng bộc lộ. Mọi người thấy không? Lên nữa như là giả đò khóc lóc một vài ngày là lộ bản chất ra để lấy cái tên tuổi con gái của ông Năm ra để là câu view câu like thấy má tư á, bà công khai cái giới tính của bà làm. Cho nên là cái việc là má tư bả mê trai hay gì đó là rất là bình thường. Còn cái chuyện mà con le le nó mới su nè ha, gọi như là tôi biết là cái cuộc đời của con le le này là cái nhìn cái mặt nó là cái tướng của nó là cái tướng gọi như là dâm ha. Cái tướng đó là gọi như là thiếu hơi là chịu không nổi. Nhưng mà thay vì nó đi lựa chọn là những cái thằng mà trai to cao to lực lưỡng cái nọ để mà phục vụ cho nó đó thì nó gọi như là phải cố gắng kìm nén lại cái nhu cầu bản thân để nó kiếm mấy cái thằng già có tiền, thấy không, có tiền nó phải cố gắng. Nhiều khi là trong nhà nó bây giờ máy rung đồ, ôi xúc xích giả đồ, nhóc ngọ ngoậy đồ, nhóc trong nhà nó cũng không chừng ha. Mê trai là cái bản tính nó không thể nào bỏ được. Nhưng mà mê trúng cái thằng mà gọi như là bắn bong bóng thì thấy cái này đã thấy là nó hơi kỳ kỳ nghe không. Mà bây giờ mà còn đi lên đó mà đi khịa chọc người ta được thì mình thấy cũng hơi ngộ ha. Mình nói người ta trong khi đó là mình cũng phải coi lại là thằng chồng mình á, nó hiện tại bây giờ nó nuôi biết bao nhiêu là thằng Hồng Hài Nhi đó chứ không phải là ấy đâu. Mà ít ra đó bà má tư bả còn công khai bả là như vậy, còn thằng chồng của con le le thì nó giấu, nó không nói
à, tuyên bố là trai thẳng rồi vậy đó mà nuôi nhóc trơn trai không à. Trời ơi là trời, trời nói người ta mà không biết coi lại cái bản thân của mình. Mới ngày hôm qua hôm kia đây còn khóc lóc nhẹ nhàng, à, chỉ có làm gì em đâu này kia cái nọ ha, rồi à, bây giờ là dở cái thối là cũng là chọc mấy cà khịa người ta, à, coi chừng nghiệp tụ dành môi ha. À, mày đụng tới má tư một lần là gọi như là bị bán hết chiếc xe rồi, bây giờ tính chơi chiêu nữa hay sao đó tôi không rành, tôi không biết nha. Thì cái tụi con á, à, tụi con của vợ chồng của hai đồ bàn thờ này thì cũng cố gắng á là khuyên nhủ làm sao đó ha, chứ không thôi là cái chuyến này đi xa đó. Trời ơi á, tụi bay á, nếu mà có sĩ diện thì đừng có lên khịa chọc người ta nữa, hãy làm một cái người sống tử tế, à, bằng cách là mình thực hiện những cái gì mình đã hứa, người ta đã làm những cái gì mà tụi mày yêu cầu rồi, tụi mày đòi cái gì người ta trả cái đó, tụi mày yêu sách cái gì người ta làm cái đó. Thì nếu như mà bên phía mấy anh chị mà có sĩ diện đó thì cũng nên làm đi ha, trả tiền đồ lại, à, trong cái đám tang hình ảnh của cha người ta, rồi tiền mấy trăm đô gì đó của vợ chồng ông chuột trả hết đi ha, đừng có để cho người ta lên người ta nói người ta đột hoài ha. Bây giờ là nói thẳng ra anh chị biết gì không, tụi nó hôm nay là ế rồi, livestream không có người coi, bán hàng không ai mua, thì bây giờ nó sẽ bắt đầu chơi cái chiêu đó là quay trở lại câu chuyện drama để chọc ngoáy, để khịa người này thọt người kia, à, để cho mình đáp trả lại nó, rồi tụi nó sẽ thông qua đó được cái lượng tương tác. Thì mọi người biết là nó cần, ví dụ như là trong vòng 1000 người chửi đi thì ít gì thì tụi nó nói thì cũng phải có một vài người sẽ lầm tin, à, đó là cái cách của nó tiếp cận người ta trước, rồi sau đó sẽ từ từ, à, lấy khán giả. Đây là cái chiêu của tụi này, thì drama mà, ví dụ như 1000 người chửi thì trong đó cũng phải có 10 người là người ta tin tụi nó nói, đó là cái chiêu của tụi nó, lấy tương tác trước đi rồi tính tính. Cho nên là hôm nay mấy ngày trời nay là tụi nó liên tục nhắc tên con gái ông Năm, nhắc tên những người trong cuộc, à, mà con Le Le là nó thù nhất là má tư, à, cho nên là nó lên nó chửi. Thì có thể rằng một phần thù, một cái phần là bên thằng Khứa Hai, à, là gọi như là suối biểu, à, thằng Khứa Hai nó thằng, cái thằng này là gọi như là cực kỳ thầm không nói nhưng mà suối con mỏ hổn này lên nói, à, đây là cái chiêu mà gọi như cực kỳ khôn lanh ma mảnh mà phải gọi là con cáo già sống lâu năm này, à, mặt gọi như là đã căng kéo biết bao nhiêu lần, da nhăn nheo rồi, con cáo già này là đội lớp cù đó, này là con sói đội lớp cù, à, như cái gì mà con gái bà Sáu đã nói phải thể hiện hết, à, trên cái con người của cái thằng Khứa Hai bàn thờ này không sai một xíu nào ha. Rồi đó là cái chiêu trò của là vợ chồng, à, Khứa Hai bàn thờ, thì em kể cho anh chị mình nghe. Rồi thêm cái vấn đề là hôm qua đó thì bên phía luật sư của con gái ông Năm đó thì có nói phong phanh về cái chuyện là đi làm việc ở cái đất của cái chị Trồn Hôi ha, à, và có ghé qua mộ của ông Năm, à, để thắp hương, à, có con gái của ông Năm nữa. Thì nhiều người liên tưởng đến là, à, luật sư rồi họ đi làm việc với chị Trồn Hôi, còn đất Bình Dương thì chắc, à, dính dáng tới là một vài cái nhân vật ở trong tem của gọi như là, à, Kim Ngưu Nha Trang á, thì cũng có ở Bình Dương, nhưng mà nói chung là mình cũng chỉ là phỏng đoán vậy thôi chứ cũng không biết là có đúng và có chính xác hay là không. Thì cái sự việc mình cũng phải đợi, à, phải đợi ở bên phía bên trong người trong cuộc tiết lộ, hay là khi mà có kết quả. Thì gần đây thì mình thấy là chị Trồn Hôi á thì cũng gọi như là mạnh mồm lắm, nhưng mà cũng không dám gọi tên nhiều, cũng không dám sử dụng hình ảnh nhiều. Thì nói chung là cũng đã biết khôn rồi, à, sau những cái lần mà bị gõ tà mỏ rồi cũng biết khôn, nhưng mà cái khôn đó cũng chỉ là khôn lỗi mà thôi, à, tại vì tôi thấy là chị ta thường hay là quơ vơ những cái gì đó dơ xấu vào bản thân mình ha. Tôi thấy rõ, chị thấy rõ ràng, ví dụ như là người ta chửi cái chị Trồn Hôi này, người ta không kêu tên tuổi gì bả hết, nhưng mà bả sẽ tự nhận rằng, à, là người ta chửi bả để bả đi tố người ta. Nhưng mà khi tới bả chửi người ta, à, thì bả cũng y như mình như vậy, nhưng mà bả nhảy động lên, à, bả chửi người ta là bả chửi ghê lắm,
chửi xéo sắc chửi cũng gọi như là lấp lé này cái nọ đó, chửi người ta đã, nhưng mà khi người ta đi tố bả thì bả sẽ nhảy dựng, tôi có nói gì đâu này cái nọ đó. Đây là cái chiêu và đặc biệt là sẽ lấy cái căn bệnh của mình ra để gọi như là ăn vạ ha. Theo tôi biết thì chỉ có là những cái người mà người ta không còn cái khả năng để gọi như là nhận thức, mất nhận thức rồi cái nọ, người ta mới không còn trách chịu trách nhiệm dân sự hoặc là hình sự thôi, theo như tôi biết là vậy. Mặc dù bà bệnh đi chăng nữa nhưng mà bà vẫn còn gọi như là cái ý thức, cái hành vi của mình thì vẫn phải chịu trách nhiệm bình thường chứ không lực thôi. Chỉ có những người bại liệt nè, nằm một chỗ hoặc là tuổi già sức yếu, trên 80 tuổi 90 tuổi mà đi hết nổi rồi đó thì có thể được miễn tức là ví dụ như là có bị phạt tù thì già 80-90 tuổi cỡ như thầy ông nội đó thì người ta vẫn để cho ở nhà, tại vì đi vô trong đó thì cũng vậy, ta già cả rồi cũng không làm gì được nhưng mà chị trồn hôi mặc dù bệnh hoạn nhưng mà nó chưa tới cái mức độ phải nằm lết một chỗ, vẫn còn lên tru được cho nên là vẫn xử lý bình thường, chứ đừng có đổ thừa là tôi bệnh hoạn này kia để đem cái bệnh đó ra để đánh vào tình thương hay là được miễn nhiệm, miễn trách nhiệm. Không có, không hề nghe. Đó là tôi nói tôi khuyên vậy thôi, chứ còn ngu thì đáng chịu. Mở mồm ra gọi như là giỏi lắm, hay lắm, tài lắm chứ bị phạt tới chừng phạt thì cũng phạt như thường thôi, cũng chả có cái gì cả mình nói thì mình phải chịu trách nhiệm. Còn như đây tôi đang kể chuyện vui cho anh chị nghe, tôi không hề đề cập tới cá nhân nào hết, tự ai suy nghĩ gì đó ráng chịu, nhưng phải đưa được bằng chứng tôi chửi người đó tôi không có nói ai hết Ở đây là mình đang kể chuyện vui cho anh chị mình nghe kể những cái câu chuyện trên đời này thì hàng trăm cái câu chuyện, hàng ngàn cái câu chuyện xã hội nó xảy ra, ngày người này chửi qua ngày kia cái chửi lại, đúng không? Tôi không có tấn công ai chứ, tôi chỉ kể chuyện cho bà con nghe thôi. Đừng có đổ thừa tôi, nó này khi nào mà tôi kêu tên anh A, anh B, anh C, tôi lấy hình của ai đó thì đổ thừa cho tôi. Còn lần này tôi kể chuyện cho khán giả nghe khán giả nghe, tôi không biết gì trơn trời nói như vậy đó. Chứ đừng có mà gọi như là đi mà kiếm chuyện rồi thưa người này kiện người kia lạm dụng cái vấn đề mà quyền tố cáo thưa kiện là cẩn thận coi chừng đó, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Đừng có nghĩ mình có tiền, có tiền cỡ chị Đại Đại Nam không, có tiền cỡ CEO Nguyễn Phương Hằng không đó. Nếu mà nói so chị Trồng Hôi, so sánh cỡ bà CEO Nguyễn Phương Hằng khi mà nói sai rồi thì cũng phải chịu trách nhiệm chứ, pháp luật phải chấp hành án thi hành án đàng hoàng chứ. Bà nghĩ bà giàu cỡ ai, đúng không? Tôi nói như vậy để cho bà hiểu đó. Còn những ai mà mạnh mồm mạnh miệng ngáo mạn thì chắc chắn là sẽ phải trả giá thôi đó. Không nói như vậy đó, anh chị thấy em làm tôi đâu có đụng chạm tới ai, hình ảnh tôi đâu lấy của ai đâu tôi lên đang lên là kể chuyện trên cái channel của tôi cho khán giả người ta vào nghe đó, vậy thôi đó, đơn giản rồi. Thì hôm nay mình kể chuyện tới đây thôi nghe anh chị ha, kể cho anh chị mình nghe rồi có cái gì mới nữa thì em sẽ kể tiếp ha. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi nghe. Rồi anh chị xem thì nhớ cho xin một like có cái gì vui vui thì anh chị để lại bình luận cho em đọc nghe. Rồi cảm ơn cả nhà.